chào tất cả anh em nha. Hôm nay ngày 31 tháng 1 năm 2020, bên em cửa hàng Nông Cơ Nguyễn Châu sẽ review cho anh em một sản phẩm mới, đó là Kubota Diesel AC62. Con này khởi động giật nha anh em. Đây, Kubota đời mới chữ mẻ nè. Con này là phải là nó cực đỉnh luôn, cực kỳ xuất sắc luôn. Cái dòng này nó xài giống như là Yanma vậy anh em. Máy Yanma mấy cái dòng là 40, 50, 60, 70 đồ á. Nhưng mà cái này nó là Kubota. Đây nè, đời mới. Bét kim. Đó, mấy anh em thợ mà nhìn cái bét này là biết nằm ở đâu rồi. Nằm trên mấy cây là quanh đời mới á. Bởi vì cái bét này nó phun trực tiếp, cực kỳ dễ nổ luôn anh em. Nè. Anh sẽ review sơ cho anh em. Máy em mới rửa sương sương nè. Nên nó hơi dơ chút xíu, mấy anh em thông cảm nha. Nè, mấy anh em có thể thấy nè. Ốc hát, co dầu đồ nè, heo bét đồ nè, anh em thấy không? Bảy màu hết trơn, cực đỉnh. Đây, cái thông số của nó sẽ là 5,6 PS 1800 tô và maximum nó là 6,2 PS 1800 tô. Dung tích là 0.276 lít nè anh em. Đây. Nè anh em nhìn cái bô nè. Bô nó xài mà cái trong cái cổ bô này nó chưa xét luôn là mấy anh em hiểu rồi. Đó, anh em thấy không? Nè. À, từng chi tiết luôn. Đó, anh em có thể cảm nhận được đây nè. Đó, anh em thấy không? Nè. Nhôm nè. Này mấy cái máy đẹp ở bên mấy anh thợ kia rửa ẩu lắm. Máy đẹp mà cần gì rửa cho mới. À, đó anh em thấy không? Nè. Trên da stop. Chỗ này châm nhớt, này xả nhớt. Nè. Em thấy không? Cực đẹp luôn. Phải nói là con này chính nút hơn 90%. Đẹp không tì vết luôn. Con này cực kỳ dễ nổ luôn. Để em nói anh thợ giật cho mấy anh em. Chân cẳng lên rồi á, mấy anh em giật cực kỳ dễ luôn. Kubota nổ rồi. Anh em nghe tiếng máy Kubota nổ rồi, phải nói khác biệt so với những cái động cơ khác này. Rất chuẩn. Con này mấy anh em về xài thì thôi, khỏi suy nghĩ. Mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với chủ của em. 0913948706 hoặc là 0972547272. Rất chuẩn luôn. Rồi, để em giật lại nhẹ lên cái cho anh em coi. Đấy, mày quay đi, tao giật cái này. Rồi, lỗi kỹ thuật nha anh em. Hãy anh thợ, anh không biết, anh bấm máy. Rồi, mấy anh em thấy không? Cực kỳ dễ nổ luôn. Rồi mấy anh em thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ nha. Nhớ subscribe kênh em để xem những video mới nhất nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đã
đẩy hết ga luôn là tự động là về gang ti thôi. Còn mấy anh em tắt là tắt cái này nè. Kéo qua đây. Đúng rồi. Nó đề stop là kéo qua đây nè. Mình không biết mình kéo qua đây. Đây nè, kéo qua đây là tắt. Rồi mấy anh em thấy hay thì cho em một like, chia sẻ nhớ subscribe kênh em để xem những video mới nhất nha anh em. Rồi chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Rồi xin chào tạm biệt mấy anh em. Chúc anh em một buổi tối tốt lành.